Ui. Hả? Ui. Bôi mệt vào em ơi. Vô. Tấn công chú Cường ghê quá các bác ạ. Đỡ hơn rồi. Thằng tấn công ghê lắm. Đù. Nhìn tí nữa em ạ, sắp đến rồi. Đón. Cái cây em ấy mục rồi nhá. Ui xù. Đù. Như mấy trăm mỗi anh. Ôi dù. Chết. Ui dù. Thì chạy ra khỏi đây. Đù. Ôi dồi nhiều quá. Đù. Nhanh, đi ra. Đấy, chiêu chít đi. Ôi, yêu. Sao nó đuổi à? Đuổi, cứ nhạt xong đó. Quá nhiều. Lúc bắt đầu chọc mặt chảy thì nó mới đỡ, còn bình thường. Em Cương chào tất cả các bác nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Sớm nay thì ba anh em thức dậy khá là muộn các bạn, bởi vì tối hôm qua thì phải 1 giờ đêm, 1 rưỡi ấy nhỉ. Vâng. Mấy anh em mới ăn xong các bạn. Anh Sơn thì đang đi xem ong lấy hoa buổi sáng rồi các bạn. Hai anh em tranh thủ ở nhà chất bếp và đi thăm bẫy. Lát nữa nấu ăn sáng. Hôm qua thì chúng em nghỉ tại đây các bạn. Em mỗi người một cái túi ni lông. Để đồ đây đi thăm bẫy cho em nhỉ? Vâng. Nên lá cao su đi chứ. Đi. Buổi sáng này hay gặp sóc ra lắm. Vâng. Chưa đi thăm bẫy à? Chưa, hai anh em đang gạ nhau chơi kèo này đã. Phải được cơ bản lắm chứ. Tự tin rồi nhá. Thăm từ ngoài kia vào em ạ. Ôi phát rồi em ơi. Ôi đứt dây rồi. Ôi cái này dính còn cầy rồi. Dây nhỏ quá đứt này. Cái thằng đẹp thế này. Nó cào lát hết khu này đi nhỉ? Vâng. Tôi đi vào trong cái bên trong. Ôi, tiếc thế các bạn. Đang vội đi thăm bẫy về đi bắt ong. Cái này chưa phật các bạn. Vẫn còn nguyên này. Con gì á Phượng ơi? Con gà rồi anh ạ. Ôi dồi. Gà chứ gà. Kéo đi kia thì. Đi thì gỡ đi gỡ xong rồi chú sang đường bẫy của chú đi. Anh đi lên cái đường bẫy của anh. Đúng lỏng mòn nó xuống uống nước các bạn. Vẫn còn ấm đấy. Sớm nay mình đi xem sớm nó vẫn còn sống ấy nhỉ. Con này cũng già. Con này cũng già đấy. Nhìn cái cựa này. Sắc nhá. Em gà trống nha các bạn. Khá là may mắn. Nên thăm cái bẫy thứ tư thì đã được con gà rồi. Người một hướng đi thăm tiếp những cái bẫy còn lại. Này chú cầm đi. Để anh đi theo cái đường anh. Con gà mồi này không có duyên rồi. Sáng đi theo anh Sơn cả buổi không gọi được con nào về. Hai ngày đem theo gà mồi đặt bẫy mà không vào. Đánh tự nhiên thì còn vào. Thế sớm anh mồi gà không con nào đến à? Có đến nhưng mà xa lắm. Không vào bẫy. Phượng nhanh thế đã vặt lông gà dưới kia. Ô nhiều ong xuống thế nhỉ? Đang vội không anh em mình thì để 15 phút nhỉ?
Này mà không bẫy được con kia có khi về xử nôn gà mồi anh nhỉ. Đấy. Ai ăn được hết một ống cơm nam này của Phượng thì à, cái ống của chú phải hơn bát đấy nhỉ. Hơn. Chín chưa anh? Sắp chín rồi đấy nhỉ. Ba anh em ăn hết một ống cơm nam này chứ mấy anh. Chưa ăn mì tôm luôn nhỉ. Chưa ăn mì tôm đến tối, tối mới lại ăn tối anh ạ. Ăn xong đi săn ong luôn đến tối. Chưa ăn mì tôm 8 chiếc. Thì sắp chín rồi anh. Chín rồi. Sắp. Gà chín rồi đấy, em vừa đấy em giả thấy chín rồi. Chín mà. Chín chưa? Cầm chắc, cầm chắc. Ui, thịt trắng phích nhỉ. Nào, giữ giữ mảng kia để anh xé cái đùi này. Úi dồi. Có ba cái còng to này. Còng to. Nhường bé ăn. Dùng bữa nhanh rồi, chúng em lại tiếp tục đi săn ong đây các bạn. Ba anh em mời tất cả các bác dùng bữa cùng mấy anh em nhé. Mời mọi người nhá. Còng úi dồi ôi. Gà. Ui ngọt lắm anh ạ. Thôi anh à. Sơn vào mỗi anh em mình một cái còng mà Phượng. Anh yêu. Vị thật cay nó mới ngon. Ăn ngọt thế nhỉ. Ăn này có sức chèo ong anh. Đang tốt cho em không à. Anh chịu không? Đoàn á. Không dễ được ấy. Chân nó. Cứng như sát đấy. Này các bác theo dõi bọn anh em mình ăn như kiểu đói lắm rồi nhỉ. Ngon, ăn thế mới ngon. Gà băm rang nó không ngon lắm. Trước các cụ cứ bảo là gà rừng nướng không ngon anh ạ. Dài quá nó không ngon. Dài chắc. Rang nướng vừa chín tới ăn nó vừa dai vừa ngọt. Ướt ướt cũng được nhiều ăn đấy nhỉ, nó bé được, mà được nhiều ăn anh nhỉ. Còn bé nhất cho quả tim này. Vào em xin. Đây gan chia đôi. Ăn này bé bé thôi. Mà bác ăn cháo một gà một mình á, 2 năm nữa à. Ba anh em dùng bữa nhanh rồi nát nữa đi săn ong các bạn. Sáng mình quay được mấy phút quá phê luôn. Nhà ăn này không có rượu mình có chứa được nhỉ. Ba anh em ăn trưa xong thì đang đi lên trên cái đỉnh đồi bên cạnh ổ ong ngày hôm qua các bạn. Được. Cây này nó nhỏ mà nó cao nhỉ anh nhỉ. Biết cây gì nhỉ, lá to, cây cao thật. Chù. Phê nhỉ. Ngày nào chúng em cũng đi bắt ong nhưng mà gặp những cái tổ ong to như thế này rất là hồi hộp luôn. Này ngược nắng nhỉ. Ngược nắng nhìn hơi khó các bác. Tổ này ngang với tổ khe ủy đấy anh Sơn ạ, không? Quân nó sóng như thế này thì rất là mẩy rồi các bạn. Im đét như này phải mẩy lắm phải đấy anh Sơn nhỉ. Vít ở đấy mà này vít được. Này thì ngược nắng một chút các bạn. Ngược nắng cho nên là khi mà ghi hình thì các bác theo dõi tương đối là khó. Nhiều lúc em ghi hình về cái tổ ong thì các bác hỏi là cái mật nó nằm ở đâu. Còn những cái vảng đằng sau này là chủ yếu là nhộng non. Còn mật nó ở ngoài cái phía bên ngoài này. Em sẽ lên cắt cái tổ ong này. Lát nữa thì Phượng sẽ lên hỗ trợ. Cái hướng thẳng từ dưới gốc lên. Chó toàn toàn ngược lên. Ong bắt đầu bung ra đấy em ạ. Ôi, vịt trắng phích đây. Khiếp thật, cái bầu mật vịt trắng phích rồi em ạ. Ý dô, ngon rồi, ngon rồi. Cường với tàu trèo lên.
Cái này trơn đấy em nhỉ. Tấn công rồi à em? Cường đã tiếp cận sắp đến tổ ong các bác ạ. Cường đã lên tiếp cận được tổ ong mọi người ạ. Ui. Tấn công á. Cắt đi, cắt cái bôi mệt vào em ơi. Vô. Tấn công chú Cường ghê quá các bác ạ. Tổ ong này khá là dữ đấy. Hả? Ui. Đang bôi. Ác quá, phải xẻ đi các bạn. Tổ ong to, nhiều mật thường thường là dữ lắm các bạn. Ui. Vô. Tấn công chú Cường nhiều lắm. Ui. Cho tôi hết nhộng các bạn. Tôi tấn công nha. Cho tôi hẳn đi. Tổ ong cũng không còn nhộng nữa các bác ạ. Hầu như ra hết nhộng. Còn tấn công không em? Cho khóa mạnh nhá. Căn bản là gió tạt mạnh quá đi, không khói không lên được các bác ạ. Vô. À thế nhỉ. Ui. Bỏ to quá các bạn. Khói lên chuẩn chưa em ơi? Còn tấn công không? Cứ tấn công em cứ bôi mật mạnh vào. Bốc lên mật bôi mạnh vào. Ui, chắc phải chăm mồi vào mặt. Ui.
phải chính. Đầy bao đồ túi rồi. Chú Cương đã cắt xong mệt rồi các bác ạ. Đu ông bầu. Ăn no rồi. Đu. Nhìn túi mật đầy ư đi các bác ạ. Phượng lên lên một đoạn đi đón đi. Một tí nữa em ạ, sắp đến rồi. Đấy. Đu. Đón. Từ từ đưa được. Cái cây em ấy mục rồi nhá. Đây. Ui xù. Đu. Như mấy trăm mồi anh. Ôi dù. Chịt. Ui dù. Chịt. Chạy ra khỏi đây. Dù. Đi. Ồ, rốt nhiều quá. Dù. Nhanh. Đi ra. Đi ra khỏi khu vực này đã đi. Dù. Cứ đi để anh cầm đồ cho. Dù. Tổ ong khủng mà cũng ác khủng khiếp luôn. Cứ chéo xuống đi. Chéo. Được rồi đấy, đợi đấy, không đuổi nữa em. Nhặt cái đống nạp cái da không nhỉ. Ui, chẳng hết đi này. Tay đi. Được. Nhặt thôi nào. Đây. Đây, chiêu chít đi. Rồi, đi. Sao nó đuổi à? Đuổi cứ nhặt xong ra. Ui xiu. Cháy máu đi vừa có mũi. Nhiều. Lúc bắt đầu chọc mặt chảy thì nó mới đỡ, còn bình thường kia. Cái lúc nên ngần cơ cảm đến. Đây là cái tổ mật em vừa lấy này các bạn. Lấy vội cho nên là còn khá là nhiều ong già trong. Nát nó về phải xử lý ngay. Chắc phải tầm 15-16 cân. Không phải đèo từ trên đi xuống. Ngoài dự kiến còn gì nữa. Chắc dưới là anh em cũng nghĩ bảo khoảng 10-11 cân thôi. Theo cái tuần này anh đang nghĩ là lúc nói Phượng bảo là chắc phải tầm 16-17 cân. Anh nhúc của em cái ở tay này, 4-5 cái này. Dù, tay này đứt cũng tự do luôn. Đây. Ghê của người ra. Tay này con. Cái này nó ăn sâu hẳn luôn. Như gai đâm nhỉ. Mà sốt rét đấy. Đang yếu. Sao anh xách cái bao kia cho.